Thôi, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình có cái cây sứ, cái nhánh chiết củ vàng giống mới nè các bạn. Rễ mình chiết cột bút chì á các bạn, thì nó rất đẹp luôn. Thường thường những cái cây sứ mà chiết cột bút chì là rễ nó ra chung quanh như vậy nè các bạn, chiết quanh á, rễ nó ra rất đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ hạ nó xuống, mình trồng một thời gian xong rồi mình lại nhổ nó lên, bắt đầu mình mới tỉa bớt rễ đi các bạn ạ. Bây giờ là chưa có tỉa được, tại vì giờ cái nhánh này là nhánh chiết, bắt đầu mới chiết xuống, rễ nó ra đầy dày dày đặc luôn. Thì lá nó, mình vừa bứt hết lá rồi các bạn ạ. Lá nó để xuống tới dưới này luôn nè, sum xê lắm, lá cũng đẹp lắm, xanh bóng. Thì mình cũng vừa ngắt hết lá nó đi rồi, để chừa ít lá thôi nha các bạn. Chứ còn nếu mà mình để nhiều lá quá thì rễ nó không có nuôi nổi, lúc mà mới hạ xuống nó cũng không có nuôi nổi đâu, nó cũng rụng à. Mà mình bứt lá bớt đi để cho nó khỏe cái cây luôn. Thì bây giờ vừa rồi là mình cũng đã bôi keo 502 cho nó rồi các bạn. Thì cái chỗ bếp mà mình bẻ đó, mình bôi keo 502 cho nó rồi. Thì giờ nó khô rồi, bây giờ bắt đầu là mình mới trồng xuống. Nếu mà các bạn trồng liền thì nhớ là phải bôi keo 502 trong này cho nó dày đặc vào nha các bạn nhé, cho nó dày vào để nó bít hết cái vết thương đi. Chứ nếu mà để hở cái vết thương mà nó gặp nước, nó ngấm vô cái chỗ đó là nó bị thúi nha các bạn. Đó, cho nên là nếu mà trồng liền thì các bạn phải bôi keo 502 cho nó thật là kín vào. Thì mình đã chuẩn bị một cái chất trồng rồi. Thì mình cũng đắp cái ụ lên nè các bạn. Thì thường thường những cái cây sứ mà mình muốn làm rễ nôm á, thì mình phải đắp cái ụ lên nhé. Lúc mình trồng xuống mình bung cái bộ rễ nó ra đó, sau này nó mới ra bộ rễ nôm nha các bạn. Đây, cái nhánh này nó được có 2 tược, thì lên đây nó nhân lên là 4 tược nè các bạn. Bây giờ mình trồng một thời gian cho nó khỏe, cho nó, thế mà nó mọc vọt dài quá thì có thể là mình chiết trên này để mình nhân nhánh tiếp, còn không có thì mình không ghép, không chiết thì mình cắt bỏ đi nha các bạn. Hoặc là lấy bo làm mà mình ghép nhân giống nó, còn trên này để nó nhân nhánh tiếp các bạn, thì sau này nó sẽ ra bộ đế, bộ tàn đẹp hơn nha các bạn. Thì bây giờ vậy đó, cái mình sẽ chậm xuống cho các bạn xem. Đây là mình cũng đã đắp cái ổ nữa rồi, chất trồng thì nó cũng hơi ẩm ẩm thôi các bạn, tại vì cái này thì mình đã bù keo 502 cho nó, thì nó khô rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình bung bộ đế ra nha các bạn nhé. Rồi bây giờ hiện giờ là nó cái mấy cái rễ của nó còn mềm á, thì các bạn sắp xếp luôn, chứ đừng có để mà nó quèo qua quèo lại rồi mới mốt nó lớn lên á, mình nhổ lên mình sắp xếp thì nó cũng hơi mệt đó. Mình quay chung quanh mình coi cái rễ nó làm sao, xếp cho nó đều như cái này nè các bạn thấy không, đưa nó qua này, cái này đưa nó qua này nè đó, còn cái này nè kéo nó thẳng xuống. Thì đó, mình cũng sắp xếp từ bây giờ luôn nha các bạn, để nó bây giờ nó còn mềm đó các bạn thấy không. Nếu mà mình vô chất trồng ngay á, thì là chỗ này nó trống nè, để nó sạch dạt qua hai bên, thì mình sẽ chưa vô chất trồng thì mình sẽ sắp xếp cho nó luôn, cho nó đều đó. Các bạn thấy bộ rễ đẹp không, chỗ này nó hơi trống một chút nè, thì các bạn thấy không? Thì mình kéo nó qua. Đó, rồi nó sẽ đều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô chất trồng cho nó nha các bạn. Nó sắp xếp đều rồi, mình sẽ vô chất trồng cho nó. Thì cái chất trồng của nó, mình vô này nó hơi ẩm ẩm thôi các bạn ạ. Cái vết thương của nó thì mình đã... vết thương của nó là mình nó bôi keo rồi, cho nên là bây giờ mình bôi chất trồng ẩm ẩm ấy, nó không có nước, thử nó không có ngấm vô đâu đâu. Thì giờ mình vô cái chất trồng như vậy thì mình để khoảng 3-4 ngày sau thì nó từ từ nó sẽ khô đi. Mà trong những ngày đó thì các bạn cứ lấy cái bình nước á, các bạn xịt lên thân lá để cho nó mát cây nha các bạn, để cho nó không có bị tại vì trong cái để cho nó không có bị đuối sức của cái cây, tại vì trong cái thời gian này thì cái rễ của nó chưa làm việc được ngay đâu, nó từ từ nó mới làm việc.
Thì bây giờ mình sẽ cắm một cái chiếc đũa sát ở ngoài nè các bạn. Cắm làm sao đừng có để khéo, đừng có để cho nó vào rễ nha các bạn, không vào rễ, đứt rễ. Cắm cái đũa này để hoặc cái cây để mình chịu nó lại các bạn, mình cột nó cho nó chắc, đừng có lung lay. Đó, mình sẽ lấy cái gút bằng nhựa này các bạn. Mình cột chắc nó vào đây luôn. Các bạn biết không, nếu mà trong cái thời gian mình trồng mình không có định vị cái cây cho nó chắc á, là lúc mà gió nó đưa qua đưa lại hoặc là mình đẩy tới đẩy lui á, cái nó cứ lung lay vậy là rễ nó không có phát triển được đâu nha các bạn. Rồi từ từ nó bị hư luôn á, nó hư rễ, rồi từ từ nó hư hết rễ, nó hư nguyên cây á. Đó, các bạn thấy mình cột lại một cái là nó chắc liền nè. Bây giờ tiếp tục mình sẽ cho chất trồng vô. Chất trồng vừa rồi nó cũng hơi ẩm thì giờ mình cho chất trồng nó khô lên trên cũng được. Đó, hàng ngày thì mình vẫn cứ tưới. Mình tưới trên sơ sơ ở dưới cái chất trồng thôi các bạn nè. À. Cho nó ẩm ẩm thôi, rồi còn bên trên thì mình tưới xịt cho nó mát cây nha các bạn nhé. Khoảng một tuần sau. Đó, các bạn thấy nó cây nó ổn rồi thì lúc đó mình mới tưới nước vô cho nó, thì lúc đó cái bộ rễ của nó mới làm việc được á. Nó mới hút lên nó nuôi cây. Còn bây giờ là chưa đâu. Mấy ngày sau rễ nó mới làm việc được, tại vì mình phải dụ nó từ từ các bạn nè. À. Chứ còn bây giờ mình vô mình tưới nước nhiều vô ngay á, là cũng không được đâu nha các bạn nhé. Thứ nhất sợ là nó thối cái chỗ mà mình bôi keo á, đó cái chỗ mà vết thương của nó. Đó, thứ hai nữa là như là nếu mà mình vô nhiều qua nước quá thì nó sẽ làm nó chưa đưa nước lên được, chưa làm việc được ngay á, là cái rễ, những cái rễ mà chẳng hạn như nó sẽ bị, cũng có những cái mà nó bị đứt nữa các bạn. Nhớ nhỏ nhỏ đứt á, nếu mà đưa tưới vô ngay á, thì nó lại ngấm vô đó, nó là làm hư rễ. Nó là rồi từ từ nó đưa lên nó hư cây nha các bạn nhé. Thì đó, cứ vậy tưới sơ sơ ẩm ẩm cho nó thôi, để vài ngày sau, một tuần lễ sau bắt đầu mình mới tưới nhiều. Khi nào mà thấy mà nó cây mà nó cứng cáp rồi á, mình nhìn cây là mình dễ biết lắm các bạn. Nếu mà cái cây mà nó yếu là cái lá nó từ từ nó mềm, nó yếu yếu nó xuống rồi nó vàng vàng đi. Còn nếu mà cái cây mà nó đã phát triển rồi, nước nó đưa lên nó nuôi rồi, là cái lá của nó tự nhiên nó cứng lại nha các bạn. Rồi cái cây của thanh nó cũng cứng nữa, thành thử ra là. Rồi các bạn ơi, hôm nay cái cây củ vàng mà giống mới của mình nay nó được như đây rồi, hôm nay nó ra bông rồi nè các bạn. Nó tết nhánh của nó cũng lên cao rồi. Thì vừa rồi mình có cái bộ rễ của nó mình tưới, nó lòi cái rễ ra các bạn, cho nên mình phải be nè. Để tiếp tục mình nuôi rễ nó để cho nó phát triển khỏe. Còn cái này thì vừa rồi mình có làm clip để mình chiết nè, nhưng mà cái clip đó nó bị mất tiếng các bạn nè, mình bỏ. Mình cũng nói sơ lại là mình chiết mọ vịt mà chiết bằng cái bọc chấu hun nè. Đó, khi mà nó ra rễ rồi các bạn xuống thì nó rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Cây nó tiếp tục phát triển, nó giống như đang trồng ở trong cái bầu á. Mình cũng có làm những cái clip mà chiết cái này rồi mình hà làm sao mình cũng làm cho các bạn xem rồi. Nếu các bạn có thể là các bạn sẽ xem những cái clip trước là mình cũng đăng á, là mình chiết làm sao rồi mình hà làm sao, 7 ngày sau mình mới trồng lại. Đó, trong cái thời gian mà 7 ngày á, để cho cái vốn cách nó khô á, thì mình cũng vẫn cho nước nó vô đây để cho nó tiếp tục nó nuôi cái tàn lá. Lá của nó là mình không có bứt luôn. Nó để nó vẫn tiếp tục nó nuôi. Nó nuôi khỏe là lúc mình trồng 7 ngày sau mình trồng xuống là cái cây tiếp tục phát triển tiếp các bạn. Thì hôm nay là mình thay vì mình xả để mình nhân nhánh cho nó các bạn. Thì bởi vậy nhưng mà mình nuôi cho nó những cái thược này nó dài ra nè. Đó, nó khỏe rồi bây giờ mình chiết luôn. Thì chiết á nó lâu ra thược hơn nha các bạn nhé. Thay vì giờ mình xả thì khoảng 2 tuần lễ hoặc nửa tháng là nó đâm được ra rồi. Còn mình chiết như vậy thì khoảng 2 tháng sau mình mới xả nhánh chiết. Xả xong rồi để khoảng nửa tháng nữa bắt đầu nó mới ra tược. Đó thì mình chiết thì mình xả thì nó hơi lâu. Nhưng mà thôi kệ, nó cứ từ từ các bạn, để mình có mấy cây này mình chơi. Chứ còn nếu mà mình cắt
mình dâm á, thì mấy cái nhánh này nó còn chưa đủ sức mà để nó ra rễ đâu, sẽ nó hư sớm thì uổng đi đó. Cho nên là mình để cao như lên đây rồi mình chiết nó cho nó bảo đảm chắc ăn hơn các bạn, chậm mà chắc nha các bạn nhé. Thì hôm nay em nó được như đây rồi đó, mình cũng quay lên cho các bạn xem. Thì rồi còn cái quá trình mà sau này nó nhân tược lên, rồi sau này mình sửa rễ nó, rồi mình sẽ làm những cái, tiếp tục mình sẽ quay clip mình đăng lên cho các bạn xem cái quá trình cái cây này từ lúc mà mình chiết nguyên cái nhánh này xuống, chiết nguyên cái cung đó các bạn, xuống xong mình trồng, rồi sau rồi mình nhân nhánh ra, rồi sau này nó có cái cây đẹp sao nha các bạn nhé. Rồi ít nữa mình sẽ tiếp tục mình quay cho các bạn xem là mình hạ nhánh chiết, rồi mình xử lý bộ rễ nó luôn. Rồi chào các bạn nhé.